Xin chào quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Cozy Landscape. Để hàng tuần Tùng Cozy có dịp giới thiệu với quý vị anh chị và các bạn những mẫu sân vườn mà Cozy đã thực hiện thiết kế và thi công, để quý vị có thể tham khảo những cái mẫu sân vườn mà chúng tôi đã thi công cùng với những cái kiến thức mà chúng tôi cung cấp để quý vị anh chị có thể là áp dụng vào trong khu vườn của nhà mình. Và ngay sau đây Tùng Cozy sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị một khu vườn, một sân vườn với hai mặt tiền. Như quý vị anh chị có thể thấy, đằng trước và mặt hông nhà là một sân vườn tại khu đô thị cao cấp của Vinhome, đó chính là khu đô thị Vinhome Green Village. Và dành cho quý vị anh chị nào lần đầu đến với kênh Cozy Landscape thì kênh Cozy là kênh chuyên thiết kế và thi công về sân vườn, cũng như hàng tuần sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị những mẫu sân vườn mà chúng tôi đã thi công cùng với những video hướng dẫn về cách chăm sóc, cách thi công một sân vườn làm như thế nào để cho phù hợp và quý vị anh chị có thể tận hưởng một không gian thiên nhiên phù hợp nhất. Quý vị anh chị và các bạn nếu thấy kênh Cozy Landscape hữu ích thì hãy nhớ cho kênh một like và một subscribe để hàng tuần chúng tôi sẽ ra những cái video để phục vụ quý vị anh chị và các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng vào sân vườn để tìm hiểu và khám phá ngay thôi nào. Nhà này với tổng diện tích là 250m² và đã dành ra là hơn 100m² dành cho sân vườn, đúng như cái tên của nó, Green Village. Và như quý vị anh chị có thể thấy đây, rất nhiều cây xanh, cây cối được trồng xung quanh nhà, kể cả là ở ngoài khu đô thị cũng như ở trong nhà, chủ nhà đã rất đầu tư về mặt cây cối cũng như là màu sắc của những cây bụi, như quý vị anh chị thấy phải không ạ? Trước khi bước vào hồ coi sẽ là khu vườn nho nhỏ này, tiểu cảnh nho nhỏ này, 30m² mà bố trí rất là hợp lý, xanh mát. Khu đô thị này mang tính chất hơi hướng hiện đại, thế nhưng mà chủ nhà lại đi theo hướng, có nghĩa là truyền thống một chút và nhớ về cội nguồn một chút. Ngay dưới chân Tùng Cozy đây là những cái bước dạo đi vào lối dọc khu vườn này, dần dần cao lên khoảng tầm 1m, từ cái điểm thấp nhất cho điểm cao nhất nó rơi khoảng là 1m. Phong cách này kết hợp giữa khá là nhiều phong cách với nhau, như Tùng đã nói vào nhiều video trước rồi, không quan trọng là phong cách gì, quan trọng là chúng ta sống ở ngôi nhà này, chúng ta yêu cảnh quan, yêu thiên nhiên, muốn hòa mình vào thiên nhiên, cây cối thì phong cách nào cũng được, miễn là chúng ta vui khi sống được ở trong ngôi nhà này. Trải thảm bằng loại cỏ Việt Nam thường gọi là cỏ Mỹ, rất là khỏe. Mặc dù là ở trên chúng ta có khá là nhiều cây cối rợp bóng mát, thế nhưng mà loại cây này rất là khỏe. Chị chủ nhà rất là điệu đà, rất là thích hoa. Bên ngoài là cây cúc, ở bên trong là cây ngọc ngân làm nền đằng sau cho loại cây hoa này. Chúng ta nhá, nên trồng ít hoa thôi, xen kẽ những loại hoa vào ở trong này thôi thì nó sẽ làm điểm nhấn cho toàn bộ cái sân vườn của chúng ta. Màu sắc nhiều quá nó sẽ dẫn đến là rối mắt. Nhìn ban đầu thì chúng ta có thể là thấy đẹp đấy, thích đấy, thì một thời gian thì chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán và chăm đi chăm lại rất nhiều loại hoa thì cũng mệt anh chị ạ. Những cái đèn dẫn hướng nhỏ nhỏ luôn luôn xinh xinh thôi, khoảng tầm 40 phân, nó sẽ chiếu sáng dọc cái đường của chúng ta vào trong khu vườn và vào trong cái khu công năng của chúng ta ở trong khu vực này. Nhìn tổng quan, tự quý vị anh chị cảm nhận nhá, chúng ta sẽ có những cây cối này, có những bông hoa này, một mảng vườn nho nhỏ ở đây, hay không ạ? Trồng rau mùng tơi. Quý vị anh chị ạ, có nhận xét gì về sân vườn này thì hãy comment ở phía bên dưới, đấy, bình luận ở phía bên dưới để cho Cozy biết cái nhận xét đánh giá công tâm về sân vườn này xem như thế nào quý vị anh chị nhá. Bước vào khu vực nhân vật chính của chúng ta, khu vực chính của chúng ta và cũng là điểm nhấn của sân vườn này, quý vị thấy không ạ? Bước qua một cây cầu dài khoảng tầm là 3m rưỡi, khung inox và bên trên là thanh gỗ nhựa. Chiếc hồ coi này thì Cozy đã làm khoảng tầm được hơn 2 năm rồi và chúng ta cũng có thể thấy dấu hiệu của thời gian đây cũng đã có những dấu hiệu của rêu phong một chút rồi. Với những ai mà thích cổ kính một chút, thiên nhiên hoang dã một chút như thế này thì chúng ta cũng có thể là cảm thấy nó thiên nhiên hơn, tự nhiên hơn. Những chú cá bơi tung tăng dưới mặt nước như này, quý vị anh chị có thể nhận ra đây là cá coi Việt hay cá coi Nhật không ạ? Mới đầu tiên khi cái bể mới hoàn thành, quý vị anh chị nhá, nếu mà muốn chơi cá coi luôn thì quý vị anh chị có thể chơi cá coi Việt để cho chúng ta chơi quen dần đi đã. Xong sau đó quen rồi và chúng ta có cái sự đam mê nhất định về cá coi rồi thì chúng ta hãy nuôi cá coi Nhật
Và đây giới thiệu quý vị anh chị, đó chính là một đàn cá koi Nhật Bản. Như quý vị anh chị nào mà chơi koi một chút thôi cũng có thể biết là những loại này là chagoi này, sowa này, hay là kohaku này, rất là thư thả, rất là thong thả, nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là như đàn cá koi Việt nó quẫy rất là mạnh. Chúng ta ở trong một không gian chiêu chiêu mà, không gian tận hưởng mà, nếu mà chúng mà bơi mạnh bạo mạnh dạn quá làm chúng ta có thể hơi rối não một chút đúng không ạ? Mà chúng ta nhìn thấy những chú cá koi này không ạ, bơi chiêu chiêu nhẹ nhàng thôi và làm cho cái tâm trí của chúng ta cũng nhẹ nhàng theo, lắng động theo, và đó mới đích thực là cái sự thư giãn mà những chú cá koi Nhật Bản chính gốc mang lại cái niềm vui cho chúng ta. Quý vị chúng ta có thể nhìn nhận thấy điều rõ ràng nhất và hiển hiện ngay trước mặt chúng ta đây, và cũng là cái điểm nhấn đặc biệt về cây ở trong hồ cá koi này là gì rồi phải không ạ? Đó chính là cây tùng La Hán. Cây tùng này thì là cây tùng Nhật Bản nhập trực tiếp từ Nhật Bản về. Chúng ta có thể thấy từ gốc cho đến phần ngọn này thì nó sẽ phải rơi khoảng tầm là 4 mét đấy ạ. Cây tùng bay ra, dáng rất là đẹp phải không ạ? Nhìn như là thế của con rồng bay ra từ thác nước ngay bên dưới kia. Cây tùng này thì trong bản thiết kế ban đầu thì không có, thế nhưng mà chủ nhà cũng đã nhận ra cái điểm mà đặc biệt và nghệ thuật của sân vườn Nhật Bản nên đã đặt một cây tùng đặt ở đây. Và quý vị thấy không ạ, sân vườn này nếu mà có một cây tùng Nhật ở đây ấy thì nó sẽ là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt, nhìn rất là đẹp. Nếu mà không có cây tùng này thì quý vị thấy sao ạ? Nhìn trống trải hơn rất là nhiều phải không ạ? Ở bên dưới của chúng ta thì có một cái thác nước nho nhỏ bên dưới, róc rách chiêu phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Cái tinh thần của chúng ta thoải mái hơn rất là nhiều. Quý vị thấy sao ạ? Hãy để lại nhận xét ở phía bên dưới phần bình luận cho cô Di biết nhé. Chút về sân vườn nữa thôi, ở trong khu vực bếp này quý vị có thể nhìn thấy trước mắt đây ạ, một dàn cây trúc quân tử đặt ở phía của hàng rào, vừa là cũng che bớt ánh nắng, tránh được một số ánh nhìn khi người ngoài có thể nhìn được vào trong nhà, là một cái gợi ý cho quý vị anh chị tham khảo trồng những cái loại cây gì khi đặt ở bên cạnh hàng rào của chúng ta. Còn ở phía trên đầu của chúng ta về phần kiến trúc thì nếu mà quý vị anh chị có cái sự tham khảo khi làm khu bếp ngoài trời thì đó chính là cái mái kính bên trên của chúng ta, khung thép kính là kính màu, phía bên dưới của nó đó chính là cái bạt tự động kéo ra kéo vào khi mà có quá nhiều nắng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kéo ra để làm cho không gian của chúng ta mát mẻ hơn rất là nhiều. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo qua và khám phá một sân vườn cũng rất là đẹp phải không quý vị anh chị? Quý vị anh chị cảm thấy sân vườn này như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới để cho cô Di biết nhé. Và tất nhiên rồi, quý vị anh chị hãy nhớ like và subscribe kênh này để hàng tuần cô Di sẽ ra những video clip để phục vụ quý vị anh chị và các bạn nhé.